Mấy nữa con dậy đi để tắm nào. Đánh nhiều rồi con có dậy đánh nhá. Đánh thức chứ không phải đánh đinh đinh đít. Em chưa có con nào. Chuyện nào em bé lười ý ạ. Không mẹ đi tắm mẹ, bây giờ mẹ không tắm của con bây giờ. Dậy đi để tắm rồi con ăn đây. Có gì chưa? Chắc chứ gì. Đỡ là thôi, đỡ đều cả đi cả đầu chứ. Đỡ đều rồi, dậy rồi. Nhưng mà lười lắm. Đây, cho con nằm đây một tí đi đây. Nào, áp chân một tí nào, không mạnh nào. Nào, dậy đi hổ con ơi. Hổ con, dậy đi, dậy để tắm nào. Dậy đi nào. Nhiều khi con mà ngủ ngon vậy chắc chứng mệt nhỉ. Ở con dậy đi không các cô dì chú bác đang nhìn kìa. Chơi gì chứ ngủ hoài. Gì vậy? Gì dựng cái chân đây này. Bóp chân hả? Ok bóp chân à. Vậy bóp chân đấy cho bóp chân này nha. Bóp chân chờ con à. Đánh cho nó đi bây giờ bóp cái gì? Vậy hả? Con ơi dậy đi thôi. Trời ơi chân của con đẹp quá à. Dậy đi. Ồ con dậy đi. Cái chân đập cứt này. cái mặt kia. Để nào em bé. Trời ơi các bạn ơi. Em chào khán giả mà. Hello. Xin chào mọi người. Hôm nay hai vợ chồng mình đang đánh thức em bé dậy để đi tắm. Con dậy để đi tắm mà con ngủ say quá. Không biết là cái chân này anh thích nổi không? Đại ca này à, nhiều người cứ nói là hai vợ chồng mình phải bế bé lên để cho có hơi mẹ con. Bế thì cũng bế từng lúc thôi rồi ạ. Ví dụ như bế những lúc mà đáng bế thôi, chứ còn bế hoài là em bé cứ đòi người lớn. Nên là mình cũng không ít bế, hạn chế bế. Hiện giờ em bế nào? Không có thể à. Cái mông này, cái mông, đánh cái mông này. Nào dậy nào. Không mở mắt đâu. Lười quá đi thôi, mở mắt ra nào con. Lại nhỉ. Tắm nè, lại dậy tắm nè. Bật nước nóng chưa? Được, ai tắt rồi. Đấy, anh cứ tưởng không tắt bật lại nha. Ding ding. Sao để đến chất của con rồi đây? Các cô gì cho bác ơi, sao của con không chịu dậy à? Hôm nay hai vợ chồng mình cho của con ra cái phòng này cho của con thoáng một tí. Tại vì trong phòng nó hơi bí nha em nhỉ. Phòng này thì tương đối thoáng. Của con à. Đây đây, của con ơi. Tin 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 dậy thì tắm rồi con ơi. Mấy ngày này không tắm rồi. Thúi lắm rồi. Đi dậy cái mồm này. Nào dậy nào dậy nào. Dậy đi dậy đi dậy đi dậy đi dậy đi dậy đi. Rồi gác chân dưới mũ luôn này. Ê trời. À nó có chân đấy kìa. Con nào dậy lại. Không lại. Dậy nào. Thôi con à. Tối rồi dậy đi. Nè cái này bữa bữa nó nói cái mụn này. Không phải đâu. Dậy con. Dậy đi để tắm nhá. Tinh tinh tinh. Và bé em bé dậy đi. Để cho đánh thức em bé. Đấy vợ bé rồi cháu không chậm mà. Tại vì nãy là chưa ai khăn. Mà nhớ đi. Rồi bé em bé dậy đi cho em bé dậy. Em bé đi. Em bé của anh mà. Em bé của mình mà. Nè, của con dậy nào.
Đấy, phải bế phải học âm chữ dạy này, đấy. Dạy đây, em mở mắt rồi, mở mắt rồi. Dạy đi. Hôm kia hồi con không dạy họ bên tắm được mà. Không dạy vẫn tắm được hả? Thì hồi viện. À đúng rồi nhỉ, ở viện, nhưng mà mình có đánh thức dậy một tí. Nó có chịu đâu. Chú ý lắm, biểu người biết nhà. Để pha nước nha. Ừ vậy thì chắc là lát tắm mà con lại dậy mà, nhưng mà phải đánh thức một tí. Dậy đi, dậy đi. Ê, còn nước của con dậy bình thường. Tại vì lúc đang ngủ á, lúc vừa ngủ dậy nhưng cơ thể người đang ấm. Rồi là các mạch máu đang thư giãn. Giờ mình tắm cái là cũng không được tốt. Không biết có phải không, mọi người cho ý kiến nhé. Nhưng mà chắc chắn là vừa ngủ dậy thì tắm không tốt rồi. Em đừng tóc anh. Dậy đi, ngủ con ơi, dậy đi. Hãy gửi xin chú chú. Thúi cơ thư giãn. Trường quan cũng khác, bố chả ra. Trường nhẹ con nhỉ. Mấy ngày cả tuần không tắm rồi. Tắm có rửa giấy thôi, không tắm rồi. Dậy con. Ngủ con này. Dậy nào, ngủ con ơi. Trên cái tóc của em bé còn bị xíu nữa. Con thấy là con người chưa này. Tóc của em bé còn bị xíu kết. Ui, thằng con có một xoáy này. Một xoáy đẹp luôn. Cái này này trông. Ừ. Xem này. Ừ. Không biết gì đâu. Mình không tắm mà. Ừ. Trời ơi kìa, cái mắt mở ra nào, hồ con ơi. Nhìn mặt thấy ghét quá à. Em vừa bế của con để chồng đi pha nước nhé. Theo cái tay của con này. Này. Theo cái tay nhé. Dậy đi. Dậy đi. Ý dậy dậy dậy. Con lười kìa. Lười kìa. Bật điện lên cho sáng này. Cho sáng của con này. Ừ, con không phải gì mà. Để tinh tinh. Cho mọi người xem cái đồ tắm của con đây. Đấy. Đây là cái chốc tắm của con. Mình với em Lan mới mua đây. Cái chậu đây. Một cái chốc nằm cho của con này. Bao con nằm lên đây. Xong là tắm cho nó dễ. Chỗ này là bút chua bọt sao không. Cái chậu này 150 em. 150. Hàng này hàng bình thường thôi, không phải là hàng tốt. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa cái này. Rửa lại một lần, xong rồi bắt đầu với đổ nước vào. Em lấy nước của con này nha, cố gắng lấy nước của con nha. Mẹ đi, lười cái gì? Mẹ nào? Mẹ nào? Chú khai bỏ cháu ơi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, coi cho các cô chú xem nè. Cái gì à? Cái này, cái này. Cái mỏ chú à? Đây mọi người thấy hết ở trên video này. Dậy nào. Ú à, dậy đi, đây, dậy tắm nào. Trời ơi, sâu ngủ này. Con sâu ngủ này. Mẹ mà không chịu tắm thì mẹ chịu. Đâu, ghét, đấm 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 kìa. Thằng con kìa. Nói dậy mà vẫn không chịu dậy. Còn con mà ai bỏ nó bị lười không nhắn cho con nhà nhà nhẹ nào yeah.
xong cho cái này cho con này. Đây, mình đổ nước lên tới đít thôi nhỉ. Đổ nước lên tới đây. Không biết là tắm kiểu gì đây nhỉ mọi người nhỉ? Cho mọi người cho ý kiến lần đầu tắm, không biết là đổ nước lên tới đây nhỉ? Đổ nước lên tới đây xong là nhưng mà cái thao này không, chắc mình đổ nước lên tới đít thôi xong mình hắt nước lên thôi. Chứ còn mình nói là không được. Cho xa một tí để mọi người thấy tắm của con nhá. Tắm đẹp. Hả? Tắm đẹp. Tắm ở đây tí này. Nước chắc không bắn ngoài đâu nhỉ? Không. Để em chuẩn bị khăn tắm này. Bố con có chịu dậy đâu. Áo này, quần này. Cái kia còn thiếu khăn tắm nữa đúng không? Ừ. Khăn quấn nữa chưa? Chưa, vừa cuốn mà. Vừa cuốn à? Ok đấy, như đây quấn. Rất chưa dậy hả? Ừ, giờ mình... Ủa cái này là cái gì đấy? À cái bóng, cái quần này à? Quần rốn à? Ừ, cái kia đâu? Đây là cho một quả bụng đúng không? Ừ, thêm một cái kia nữa đâu? Thì đang còn mà. Đây này. Cái này để vào đâu? Cái này đang quần rốn rồi. Đang quần rốn xong rồi quần như thế nào? Ừ, điểm nó cho ngập nước, ngập cái rốn đúng không? Đấy. Đây là đầy đủ hết các cái đồ mà mình đã chuẩn bị. Đây là sữa tắm dành cho em bé. À, đây là khăn tắm. Khi nào tắm xong mình bỏ vào đây mình lau người. Tắm không được tốt nên là chắc mình quay, mà vì có quay thì YouTube nó cũng đánh giá, tại vì cởi hết quần áo ra đấy rồi ăn chim nhá. Thấy con chim bé bé nên là YouTube không đánh giá, không nói được, nên là hai vợ chồng mình chỉ quay tới đây. Xin chào các bạn trong những video theo. Bye bye, bye. Ăn chim bé bé, ăn chim mãi không. Rồi cởi hết đây rồi, xong lấy cái gì ăn chim mãi. Ủa, quên từ. Đây, các cô dì chú bác ơi, hổ con vừa tắm xong nè. Lạnh hổ con quá mẹ. Trời ơi, hổ con giống như con kén, nắp chân lên cho hổ con nào. Nắp chân, nắp chân mẹ mẹ. Trời ơi, hai vợ chồng vật lộn nãy giờ mới tắm được cho hổ con. Cả hai vợ chồng tắm thì mới được. Tại vì chưa có kinh nghiệm. Đây, các bạn nhìn thấy một bãi chiến trường này. Tắm xong chưa kịp rộng. Nước bắn ra vào đây này. Đấy, giờ mình phải lau cái này để không trơn trượt nhá. Thôi, vậy thôi. Con đã nhìn tắm xong con thơm thò lắm rồi.